xe khác mẹ, hai anh em suýt soát tụi nhau đấm là con được. Thấy tấm xong mỗi bữa ăn đừng mang chơi hay xí.
họ đang đi chơi thì bỗng dưng nhìn thấy tôm ở trong vườn. Chết đó cho mẹ. Tối hôm ấy, anh đi ghẹo bảo tâm sáng mai chị sớm tranh châu về phòng. Tâm kêu đi ngoài đang coi beo ép trai đẹp như rứa. Dạ. Ngày mai con đem cho ra đồng. Đặt đuốc ra đồng kia nghe. Ở kia này chị không lỡ đâu. Trang châu nhá. Đi bộ gì ghẻ, cứ dài bắt mối được hả?
sau đó trời ơi, cái quần buxi của con đâu? Rồi cái áo thì channel của mẹ đâu? Tóc thấm như nó cũng muốn đi kìa. Cái gì? Không phải tính được, không phải liên. Lọ thứ ba chào lên thấy một con ngựa bé tí đi hồ đỏ